Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Game thử sẽ được so tài đối kháng với những người chơi qua các trận chiến 1v1 thời gian thực trong game League of Duel Action RPG. Tham gia vào game, bạn sẽ có thể rèn luyện kỹ năng cũng như thể hiện khả năng chiến đấu đối kháng của mình với bạn bè cũng như với những người chơi khác trong các trận chiến PvP 1v1 thời gian thực. Khi đó bước vào các trận chiến, người chơi sẽ phải sử dụng kỹ năng của mình trong việc vừa phối hợp tấn công gây sát thương, vừa né tránh đỡ các đòn đánh của đối thủ với mục tiêu chính là hạ gục đối thủ để giành chiến thắng. Dù kết quả của trận chiến có là chiến thắng hay thất bại đi chăng nữa, thì bạn đều sẽ nhận về phần thưởng là vàng, đồng thời tích lũy được một số lượng cúp, giành chiến thắng sẽ nhiều hơn và còn có thêm kim cương. Vàng và kim cương sẽ có thể dùng vào việc mua những thứ vũ khí chất lượng tốt có cấp độ cao hơn thứ nhân vật đang sử dụng, mua những bộ trang phục, mua những món phụ kiện có bán trong cửa hàng cho nhân vật dùng. Chưa kể đến là game thủ còn có thể sử dụng vàng để nâng cấp cho các món vũ khí và các bộ trang phục, để nâng cao hệ thống chỉ số mà chúng đem lại, cũng như là nâng cao khả năng chiến đấu cho chính nhân vật của mình. Play of Duel Action RPG có gì hấp dẫn người chơi? Lối chơi dựa vào kỹ năng khi cần bạn làm chủ cơ chế chiến đấu và tung ra các đòn combo liên tục để hạ gục đối thủ. Hệ thống vũ khí được chia làm 7 loại khác nhau để bạn lựa chọn sử dụng, mỗi loại được có phong cách chiến đấu riêng. Ngoài PvP còn có chế độ chơi phiêu lưu với các chương và màn chơi chiến đấu với quái vật để nhận về vàng và kim cương. Được quyền tự do điều chỉnh màu sắc của rất nhiều thứ từ vũ khí, trang phục, phụ kiện cho đến cả tóc da của nhân vật. Như là phụ kiện thời trang khác nhau để mua trong cửa hàng như màu mắt, kiểu tóc, kiểu tai, kiểu sừng, kiểu đuôi. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.